Các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin lộ diện người đàn ông được cho là bạn trai của Hoa hậu Kỳ Duyên. Danh tính của chàng trai được cho là bạn trai của Kỳ Duyên vẫn đang là câu hỏi đối với cư dân mạng. Đầu tháng 5 năm 2016, Hoa hậu Việt Nam 2014 bất ngờ tiết lộ chị mình đã có bạn trai sau nhiều lần đồn thổi của cư dân mạng. Mặc dù vui vẻ chia sẻ về bạn trai, nhưng Kiều Duyên lại không muốn tiết lộ danh tính cũng như diện mạo về một nửa của mình. Chính vì thế, chuyện bạn trai của cô nàng Hoa hậu Việt là ai trở thành đề tài tò mò của đông đảo cư dân mạng. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ thông tin lộ diện bạn trai của Hoa hậu Kiều Duyên. Có nguồn tin cho rằng người đàn ông xuất hiện trong show thời trang mang tên Ngôn ngữ Hoa vừa mới tổ chức tối ngày 25 tháng 5 chính là bạn trai mà Kiều Duyên giấu kín bấy lâu nay. Cụ thể, tối ngày 25 tháng 5, Kiều Duyên cùng dàn sao Việt đã quy tụ trong show thời trang mang tên Ngôn ngữ Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong bộ váy trắng đính hoa, bó sát gợi cảm, Kiều Duyên đã nhận được nhiều lời khen ngợi của tất cả quan khách xuất hiện nơi đây. Điều đặc biệt, sau hồi đấu giá, bộ váy của Kiều Duyên đã được một chàng trai trẻ mua với giá 7.000 USD. Và khi chàng trai này bước lên sân khấu giao lưu, thì khá nhiều người đã nhanh chóng nhận ra sự ngại ngùng, ngượng ngập đáng yêu của chàng này và Kiều Duyên. Khi nói chuyện, Kỳ Duyên cố gắng né tránh ánh mắt của chàng trai này. Không những thế, ở phía hàng ghế khán giả, nhiều người lại phát hiện anh chàng này ngồi ngay bên cạnh mẹ Kỳ Duyên. Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, anh chàng này cũng nói chuyện vui vẻ với mẹ của nàng hoa hậu xinh đẹp. Chính vì thế, nhiều người đã đặt nghi vấn rằng có lẽ đây chính là dung nhan chàng trai mà Kỳ Duyên từng thổ lộ trước đây. Cách đây không lâu, Kỳ Duyên từng tự hào chia sẻ về bạn trai. Cô khẳng định anh là một người khá tinh tế. Dù vậy, Kiều Duyên cho biết cô vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn vì muốn hoàn thành việc học đại học cũng như có công việc cho riêng mình. Cô cũng cho biết mình quen bạn trai sau khi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh được một tháng. Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi nhưng rất chín chắn và trưởng thành. Anh du học từ bé, gia đình cũng dạy anh biết độc lập từ nhỏ, nên dù còn khá trẻ nhưng anh đã trưởng thành hơn độ tuổi. Theo nguồn tin tiết lộ, bạn trai của Hoa hậu Kiều Duyên tên là Tạ Công Sơn, sinh năm 1991, hiện là giám đốc điều hành một công ty. Trên trang cá nhân của anh cũng để trạng thái đang hẹn hò. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.